Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay đến với mắm cá lóc chân của Ti Thi. Mới chân ra lò luôn, hôm nay thì chân 4 sừng luôn nha, cỡ 80 hũ. Thì mắm cá lóc này chân là gồm có hộp vịt muối và hộp vịt lạc và thịt bằm, thịt heo và với lại mắm cá lóc thái chân, cho nên thơm rừng rực, thơm nực nồng luôn. Thì hương vị đậm đà, đậm nét tại quán nhà Ti Thi. Mới nóng nóng ra lò, tất cả anh chị em nào mà có nhu cầu ăn mắm chân cá lóc hộp vịt muối thì hãy đến với quán nhà Ti Thi. Đó, ngon, thơm, ngon, rừng rực luôn. Mình mua về mình để vô tủ lạnh, khi nào mình ăn thì mình múc ra cái chén, mình để chân vô cái nồi thì mình nấu ra chân rất là thơm, ngon, nực nồng luôn nha mọi người nha. Chấm với dưa leo và cà pháo, hoặc là cà tím, hoặc là tất cả những các rau mà mọi người ăn nóng nóng ngon sừng sực luôn, cho nên rất là thích thú. Thì bây giờ này thì mới vừa làm xong được 4 sửng luôn nha mọi người nha, 4 sửng 80 hộp. Thì Thi bán chỉ có 3 ngày thôi là sẽ hết 80 hộp. Thì Thi mong rằng tất cả anh chị em nào muốn ăn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, mình hãy lên Shopee Food tìm kiếm Ti Thi gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Thì có trưng bày mắm chân ở trên Shopee Food nha mọi người nha. Thì bây giờ Thi sẽ đem về một hũ, Thi sẽ ăn chung với cơm trắng. Mọi người đợi Thi trong giây lát, Thi sẽ về quán Thi ăn cho mọi người xem. Thì cho nên bây giờ Thi sẽ ăn mắm chung với dây leo. Ồ, nó thơm dữ lắm mọi người, mình nhìn nhìn nấm nha. Thứ nhất bên Campuchia, Thi ở bên Campuchia với Thái lâu rồi. Món mắm chân này là đặc sản. Tại vì nó chân ở bờ, mình ở đây mình chân mắm cá lóc phải không? Thì ở bển nó sẽ chưng chung với bà hóc, vừa mắm cá lóc và vừa bà hóc nữa. Thì cho nên á, nó sẽ khác biệt với Việt Nam, nhưng mà cái cách chưng thì giống như nhau. Thì cho nên nó ngọt ngọt mặn mặn, chua chua cay cay. Thì khi mình nặng chanh vô nữa đó thì nó chua rồi, mình không có nặng, còn Thi không có nặng. Mà tại vì mắm cá lóc này chưng với hộp vịt muối đó, cho nên nó thơm dữ lắm. Mọi người nhìn nè, hộp vịt muối mà hộp vịt lạc người ta quẹt lên trên này không hả. Muốn chưng mắm cá lóc này chưng với mắm cá lóc Thái nha mọi người nha. Mắm cá lóc Thái mới ngon. Mắm cá lóc Thái mình á, mình đánh ra chung với hộp vịt, nhưng mà nếu mà xay nhuyễn ra thì nó không ngon bằng bằm. Mình bằm nó ngon hơn. Bằm á nè, bằm á, bằm thì cá nó không rời, nó không nhuyễn, nó sẽ rời rời ra vậy nè. Thì cá rất là ngon. Đánh hộp vịt vô kèo hộp vịt muối vô nữa, thực đỉnh luôn. Mọi người mà ăn không biết đâu, chỉ có biết là hộp vịt thôi. Nhưng mà những người biết làm thì người ta để hộp vịt muối vô thêm nữa, thì nó mới béo à. Nó béo cái mắm của mình. Mà chân mắm này là chân dưới đường thốt nốt nha. Đường thốt nốt nó mới ngon vậy, nó mới thơm. Thơm quá không? Tại vì cá lóc nó có đường thốt nốt rồi, cho nên người ta không có quậy đường nhiều. Quậy đường nhiều nó sẽ ra nước, cho nên nó sẽ khô. Các nguyên liệu thì không có gì khó hết trơn á. Nhưng mà có một cái là mọi người mua, ví dụ mọi người mua thì sẵn thì có 100 ngàn. Mà khi mọi người mà mua vừa làm thì 100 ngàn, nhiều khi mọi người làm không vừa miệng, nó không vừa ăn. Tại vì Thi làm số lượng nhiều, cho nên cái mắm cá lóc của Thi là Thi mua loại đặc biệt luôn, cho nên nó thơm, nó ngon. Tại vì mình đã bán có uy tín rồi, mình phải làm cái ngon luôn. Thì cho nên Thi sẵn hồi làm nhiều rồi, chẳng thà bán số lượng nhiều thì mình lợi ích cũng được. Thì cho nên nó có được cái món ngon cho bản thân mọi người ăn, luôn cả Thi ăn. Rất là ưng ý. Mọi người thấy Thi ăn không? Ngon cái ăn, ngon miệng cái mình thèm, mình ăn hoài. Còn nếu mà mình ăn không ngon, mình không vừa miệng mình thì mình không thích. Nói thiệt. Mọi người hay hỏi Thi ăn cơm với cái gì mỗi ngày mà thấy ăn khô không ăn canh, mà da vẫn đẹp. Món ăn của Thi, thứ nhất là Thi thích ăn món khô, thịt chiên, thịt bò nướng, thịt bò chiên, thịt heo nướng, thịt kho hộp vịt. Đó, còn canh thì Thi thích canh bầu, canh bí. Đó, có nhiều đó, những cái món canh mà Thi thích, bí gợ, bí đao. Còn giống như là tại vì Thi ăn ba cái đồ mà khô nhiều Thi nóng á, Thi nhờ uống yến nè, uống bồi bổ, dược phẩm chức năng. Đó, Thi uống collagen, thì một ngày Thi uống ba thứ đó là cỡ hết mấy trăm ngàn. Giống như một ngày hai hũ yến thì nó cũng hết 200. Đó, một ống collagen của Thi 80 ngàn mỗi buổi sáng. Đó, kèm một dược phẩm chức năng mỗi buổi sáng sớm uống chung với collagen nữa là một ly đó 60 ngàn, một ly thôi nha, ly nhỏ thôi, 60 ngàn nữa. Còn nếu mà bình thường mà Thi không uống mấy cái đó là Thi nghĩ là da Thi nó không có được đẹp đâu. Tại vì Thi ăn không có đầy đủ tinh chất, Thi ăn bắt đầu khô không à. Cho nên da đẹp thì cũng nhờ ăn uống và với lại nhờ mỹ phẩm mình xài nữa. Thì cho nên cái làn da mình mới đẹp. Bởi vì mọi người thấy Thi quay phim không, da Thi rất là căng bóng. Thôi sau đây nãy giờ còn gỏi không? Thôi sau đây giờ khách cũng đông rồi, mọi người đợi Thi trong giây lát Thi vô đâm gỏi cho khách hàng ăn nha. Hello, xin chào mọi người, hôm nay đến với kênh Ti Thi Vlog. Hôm nay có nguyên một nhóm đến xe 16 chỗ lại ăn gỏi. Nãy giờ con không có được hỏi cô đến từ đâu vậy? Ninh Thuận hả? Rồi
Bữa nay thì Thi sẽ gắn cái kiến ngay đường cầu thang để cho mọi người lên, để mọi người coi sắc đẹp. Thì sau đây Thi cũng có nhiều sự góp ý của tất cả anh chị em. Đến nhà Thi thì thấy Thi trang trí trên xích đu rất là sang. Nhưng mà bữa nay gắn bông lên thì nó mắc sang. Thì bữa nay em sẽ gỡ bông theo yêu cầu của khách hàng. Thì em làm theo cái yêu cầu của khách hàng hết. Vẫn sang nha mọi người nha. Thì em cũng gỡ theo khách hàng. Mọi người nói gắn đèn thì nó hơi chụp hình hơi chá. Bữa nay thì đổi đèn rồi, vàng hết. Vàng với xanh lá cây thôi, thì sẽ gỡ đèn xanh dương. Đây thì đang gỡ. Thì đang gỡ ra nha, thì sẽ thay cái đèn màu vàng cho nó vàng hết ở trong cái căn nhà luôn, thì không có để màu xanh dương nữa. Còn những anh chị em thắc mắc những cái gì nữa thì thì ở trên lầu thì nó chỉ nghe nhạc nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nghe nhạc giật giống như ở dưới đất. Thì bây giờ những cái gì mà mọi người thắc mắc rồi thì sẽ làm hết. Còn kế tiếp thì cái gương, thì mọi người nói cái gương thì nó kém sang. Cái bồn thì đẹp mà cái gương không sang, bữa nay em đổi cái gương luôn. Đây. Đây nha, đổi cái gương thì em làm cái gì mà theo nhu cầu mọi người thấy đỡ hết rồi thì mới thêm những cái khác vô nữa. Đây cái gương đẹp không? Rất là xuất sắc. Cái đường đi của Thi thì sẽ gắn một cái gương ngay đây và một cái gương ngay đây. Đây đang làm luôn trực tiếp. Còn em đang gắn cái gương dài này, bước lên cái là mình thấy luôn. Thì nhiều anh chị em cũng có thắc mắc rồi góp ý kiến là nói vô đèn hay có đèn pha. Thì nhà Thi là bông hoa và đèn pha. Thì thứ nhất là đèn pha này á, là tuy mọi người thấy chá mắt thì mọi người có thể mọi người lên lầu mình ngồi. Thì ở trên lầu không có đèn pha, thì ở dưới này nó có một cái phong cách riêng của Thi. Thứ nhất là Thi thích màu mè nhộn nhịp, tại vì Thi mới đâm gỏi nổi. Còn mà cho mà kiểu như buồn quá Thi đâm không nổi đâu, giống như trên lầu thì Thi đâm không nổi. Ở dưới là phải nhộn nhịp giống như vũ trường, còn ở trên là mình nhẹ nhàng, không khí kiểu như lãng mạn thì có thể mình lên lầu 1 nha. Còn ví dụ mọi người thích thông thoáng thì mọi người ra ngoài đường. Đây ngoài đường. Thật ra ở thành phố mình nhà thì nó chật lắm. Thì cho nên là mình phải ngồi ở ngoài đường này. Đây Thi có sắp bàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái bàn ở ngoài đường này hết. Thì tất cả anh chị em nào thích không nghe nhạc, thích không nhộn nhịp, thích kiểu như mà gió trời thì mình ngồi ở ngoài đường đó. Còn nếu mà tất cả anh chị em nào mà thích nhộn nhịp vui thì mình vô ở lầu 1, ở lầu dưới. Còn thích mà kiểu như lãng mạn mà yên tĩnh thì lên lầu 1. Rồi cảm ơn bà con có bác nha, đã ủng hộ. Rồi chia tay rồi đó. Chia tay xa nhau đường cô cứ đi đường con. Rồi sau đây thì mọi người nói là nhà Thi hơi chật chội, thì Thi sẽ cho mấy cái bó bông này ra ngoài. Tại vì Thi thấy không gian Tết á, cho nên Thi phải mua bông này, Thi để trưng trong nhà. Bây giờ Thi sẽ lôi ra ngoài đường. Đây hai cái cành mai này ra ngoài đường hết, bây giờ khách ngồi trong nhà hết. Còn về vấn đề gì mọi người còn thắc mắc nữa thì mọi người có thể góp ý vui vẻ. Nói chung là góp ý về cuộc sống thì Thi sẽ chấp nhận theo tất cả anh chị em hết. Rồi sau đây Thi sẽ đi ra ngoài. Bà con cô bác nào mà ăn gỏi thiếu chua thiếu cay mình thêm vô nha. Hoặc là chả tắc chua quá thêm ngọt, chả tắc ngọt quá thêm chua. Tại vì chả tắc á nhà Thi là thứ nhất là mình trà với đường mình nấu chung. Cho nên là tắc thì nhà dắt máy riêng thôi, cho nên mọi người có thể thêm theo yêu cầu. Mình cứ thêm thoải mái. Nói chung ra là đây Thi có để hai cái bình nước cốt chanh. Đây là nước cốt chanh dùng để thêm vị chua cho món gỏi đu đủ. Còn ở đây là cái hũ. Nước cốt tắc dùng để thêm vị chua cho món chân gà xả tắc và chà tắc. Hai cái hũ này mình thêm thoải mái nha. Thoải mái luôn, để hết hũ cũng không sao, vui vẻ. Nói chung ra thêm hết cho mọi người theo yêu cầu. Còn ớt á hả? Vô đây. Còn ớt á thì em để theo bàn. Ớt á thì em để theo mấy cái hũ này nè, một bàn là một hũ. Có thể mọi người vô lấy ớt vô nha, ăn cay thêm vô cho em đâm có một cái ớt à, cay vừa. Chị đi mấy người vậy chị? Chị muốn ngồi lên lầu ha. Rồi lên lầu đi thẳng lên trên luôn. Muốn ngồi ở dưới thì cũng được. Rồi mọi người có thể ăn ớt. Còn ví dụ mà nhà em uống trà tắc á, uống hết rồi không cần mua nước suối. Nước suối cho uống miễn phí. Đây. Đây nha, nước suối uống miễn phí, có thể mọi người uống theo yêu cầu. Nói chung ra là Thi phục vụ mọi người nhiệt tình đó, vui vẻ. Rồi. Còn kế tiếp thì nhiều người nói tưởng nó hai ông tượng này là bằng Phật. Tính đi vô đây xin đốt nhang, không phải đâu. Đây là hai cái tượng vui vẻ, may mắn của Thi. Vui vẻ. Chia sẻ hết luôn. Còn cái gì nữa mọi người thắc mắc cứ comment lên nha. Bây giờ em đi vô, em chuẩn bị phục vụ khách hàng, giờ hỏi khách hàng tí đi. Đây là đi là bạn bè không hả? Không phải người yêu hả? Người yêu ở nhà rồi. Màu xanh là trà tắc thái xanh, màu đỏ là trà tắc thái đỏ. Không, cái này không có bỏ màu. Cái này là trà của Thái luôn, nó màu xanh vậy luôn. Nó có ba loại màu, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Thế cho nên mình biết cách pha chế, cho nên thấy nó lạ ngon không? Ngon nói ngon nha. Đừng khen. Em là em công nhận thấy cái ly trà tắc nó
ngon như cái ly trà tắc luôn á. Vậy hả? Ngon như ly trà tắc luôn. Rẻ không? Được không? Giá. Cảm ơn mọi người. Mỗi người một ly luôn. Một phần ti nó hơi giá trung bình thiệt nhưng mà phải hai người ăn. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn nhiều nha em gái. Cảm ơn nhiều. Vui vẻ. Rồi sau đây Thi sẽ hỏi khách hàng vui vẻ rồi. Thì Thi sẽ bắt đầu vô đâm gỏi phục vụ cho tất cả anh chị em. Mọi người hãy đón xem kế tiếp. Rồi sau đây Thi cũng đâm gỏi và Thi cũng chia sẻ cho tất cả anh chị em về nhân dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình. Thì Thi sẽ bán từ đây cho đến Tết ngày 27. Bán cho đến hết ngày 27 luôn. Thì sẽ nghỉ ngày 28. Thi sẽ về quê ngày 28, 27 bán, 28 về quê. Thì Thi dọn về nhà cửa thì Tết này Thi sắp xếp, Thi sẽ dọn nhà, Thi sẽ làm mới hết ở khúc dưới này luôn. Thi lót la phong, thay gạch, thay lót gạch hết. Đó, thì Tết Nguyên Đán này Thi nghĩ cho đến một là Thi cũng chưa chia sẻ chứ trước là ngày Thi bán lại. Tại vì Thi bán lại bình thường là 19 hoặc là 29. Chỉ hai cái ngày đó thôi, nếu mà Thi thấy người đông thì Thi bán 19, còn nếu không đông thì bán 29. Cho nên là Thi ở đây bán 3 năm mà Thi khai trương 29 không à. Có đi về quê á, thì Thi cũng không đi đâu được hết trơn. Cũng không có đi đâu chơi được hết, chỉ có đi quay phim và đi từ thiện. Đó, đi từ thiện với lại quay clip cho mọi người xem ở dưới cảnh đồng quê hương. Đó, ruộng lúa mênh mông, chàm chim, đó. Cò bay thẳng cánh, đi quay cho tất cả anh chị em xem những cái nơi du lịch ở tại Tâm Nông, Đồng Tháp, chàm chim. Thì Thi cũng xin chúc cho tất cả anh chị em một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bên gia đình mình luôn luôn giữ gìn sức khỏe và luôn luôn biết trân trọng cho bản thân của mình, và mình phải gắng cố gắng hết sức hết mình để cho có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn và vui vẻ hơn và thêm tươi hơn. Đã, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh cho Thi, hoặc là nhớ bấm like, subscribe kênh cho Thi nha, để cho Thi có động lực để làm clip cho tất cả anh chị em xem mỗi ngày. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Khóc khôn nát ha. Thì Thi sẽ đâm gỏi rồi, Thi sẽ đi ra ngoài. Bữa nay Thi rất là vui mà Thi xem được cái YouTube của Thi á, được 98,418 người. Chỉ còn có 1,590 mấy người nữa là sẽ được nút bạc rồi. Thì cho nên là Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em. Mọi người nhớ nha, lẹ làng nhanh tay lên. Thì trong giây phút chờ đợi giống như là đón xuân gì đó, đón nút bạc giống như đón xuân gì đó, thì Thi sẽ ăn mừng 3 con gà, 1 con heo quay. Và Thi sẽ lãnh được lương tiền của nút bạc này rồi, thì Thi sẽ mua 3 con gà về liền. Và lúc đó Thi ăn mừng, Thi sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Mọi người nhìn nè. Mà Thi cũng luôn luôn xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến. Nhờ có cái sự yêu mến thì mới được 100 subscribe cho Thi được nút bạc. Thì đối với là mình là một người mua bán nhưng mà được nhiều người yêu mến như thế này thì rất là đáng quý. Và Thi cũng xin chân thành cảm ơn luôn cả Việt Nam ở ngoài nước và ở trong nước. Thì một cái nút bạc này là không phải riêng cho bản thân của Thi mà Thi vui, mà nhiều người cũng vui lay theo Thi nữa. Thì cho nên là tại vì quay YouTube mà được nút bạc thì những ai mà quay YouTube là sẽ biết được cái mức lương thưởng nó sẽ được khá ổn ổn và ok. Thì cho nên là Thi nghĩ rằng nhiều người yêu mến nữa thì có thể là Thi lãnh được. Nhảy lên một người nữa nè mọi người ơi, thấy chưa? Đó nè, thấy chưa, 419 nè. Thì cho nên là Thi nghĩ rằng mọi người yêu mến nữa mà nhiều nữa thì Thi sẽ được lãnh được nút vàng. Thì Thi mong rằng tất cả anh chị em đăng ký cho thiệt là nhiều vô. Ok, all friends, subscribe YouTube for me. I'm very happy and thank you very much everybody all the world. Đây, Thi một người nữa được 20 nè. Thì nhiều người nói tại sao mà Thi ơi, em chuẩn bị có nút bạc rồi, em không quay cho nhiều clip đi để cho nó nhanh có nút bạc hơn nữa và để cho nhiều người chú ý hơn nữa. Vì cái sự yêu mến của mọi người Thi cũng xin chia sẻ luôn. Tại vì Thi là người mua bán, Thi không có thời gian để quay clip được nhiều. Nhưng mà tuy Thi không quay được nhiều thiệt, nhưng mà Thi quay clip nào thì sẽ chất lượng clip đó, để cho mọi người xem nó hay hơn và hình ảnh nó rõ nét hơn. Thì mỗi ngày Thi cũng có tôn vinh vẻ đẹp của Thi ở bề ngoài, và luôn cả cameraman của Thi quay phim edit nó cũng rất là hay và chuyên nghiệp. Thì mỗi ngày có một cái tầm tay nâng cao hơn, và cho nên tất cả anh chị em xem thì nó sẽ hấp dẫn hơn, để mọi người có những cái gì đó hấp dẫn và huyền bí và quyến rũ và thu hút cho tất cả anh chị em vô xem và để được đăng ký. Bây giờ mới đây thôi, bây giờ lên được 4 người nữa nè mọi người. 22 thì thấy chưa? Đó mọi người thấy chưa? Rất là nhanh. Sắp tới Thi đây hết dịch thì Thi sẽ đi du lịch, thì Thi sẽ quay nhiều clip. Giống như là cái chuyến đi du lịch của Thi là Campuchia, quay hình lịch sử. Một ngày Thi sẽ ra 2 clip. Hoặc là quay lịch sử bên Lào, Thi sẽ quay qua một ngày 2 clip. Hoặc là quay lịch sử bên Thái Lan, ra một ngày 2 clip. Thì còn nếu mà cuộc sống hàng ngày thì sẽ quay ra một clip.
nhưng để cho tất cả anh chị em xem hình ảnh nó chuẩn hơn. Và mình sẽ không có thời gian á, cho nên ai cũng làm việc hết, cho nên là trích ra thời gian để quay YouTube cho mọi người xem mỗi ngày, để cho có một cái động lực và vui vẻ hàng ngày hơn. Thì nhân dịp xuân sắp đến rồi thì mọi người hãy nhớ yêu mến Thi, mọi người cho Thi trái tim, thả tim Thi nhiều nhiều vô. Còn nếu mà anh nào yêu thương Thi thì cho Thi số 1. Còn anh nào mà muốn chưa có vợ mà muốn cưới Thi thì bấm số 3. Thi chưa có chồng đâu nha, vô cưới Thi thì Thi chịu hết. Nhưng quan trọng phải cao, to, đẹp, trai. Chuẩn bị rảnh nút bạc cái mình ăn mừng luôn, lấy chồng luôn nha. Thi cũng nôn dữ lắm. Nhưng mà cũng cảm ơn tất cả anh chị em, chỉ còn có 21 ngày nữa, 22 ngày nữa là mình chuẩn bị đón xuân năm mới rồi. Thì Thi cũng xin chúc tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến Thi và luôn luôn ủng hộ nhà Thi. Để chị Thi có một cái kinh phí cao để Thi đi về quê, Thi đi từ thiện, Thi chích ra rất là số lượng tiền nhiều để từ thiện cho cô bác anh chị khó khăn ở tại dưới quê Đồng Tháp, ở Tâm Nông, Tràm Chim. Thì cho nên Thi mong rằng tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến Thi giống như ngày nào đó. Cảm ơn tất cả anh chị em đó rất là nhiều. Và nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh cho Thi nữa nha. Chuẩn bị rồi, chỉ còn có một ngày, hai ngày nữa là Thi sẽ được 100k subscribe rồi. Và chỉ cần là cỡ 4-5 ngày sau nữa, là một tuần lễ nữa là Thi sẽ nút bạc ở bên Mỹ về tới tay Thi rồi. Thì cho nên là mọi người hãy nhanh tay lẹ làng, nhanh tay. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Chờ đợi, chờ đợi. Mọi người ơi, chờ đợi nha mọi người. Mọi người có nôn giống như Thi không? Nếu mọi người có nôn thì mọi người bấm lẹ làng, nhanh tay chia sẻ ra để cho nhiều người đăng ký hơn, đăng ký hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em toàn cả thế giới. Thank you very much everybody all the world. Thank you very much.